Đây là top 5 chiếc laptop dành cho sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ với mức giá dưới 20 triệu đồng, rất được ưa chuộng trong tháng này. Như các bạn thấy trên bàn có rất là nhiều thương hiệu cũng như là các cái model đa dạng khác nhau, đến từ Dell, Acer, HP với đa dạng các cái dòng sản phẩm. Đây là những chiếc laptop rất phù hợp dành cho những bạn đang theo học chuyên ngành ngoại ngữ. Đây là một ngành rất là hot trong năm nay và luôn luôn đòi hỏi những cái cấu hình máy nó rất là phù hợp. Nhưng mẫu đầu tiên các bạn thấy Dell Latitude 5420. Đây là một mẫu với mức giá khá dễ chịu, chỉ từ 10 đến 12 triệu đồng. Được trang bị chip Core i5 rất là khỏe để sử dụng cho tác vụ văn phòng cũng như là học tập. Dòng này thì với chuẩn bảo mật rất cao, từ vân tay đến camera, rất phù hợp với các bạn nam và kể cả nữ luôn. Và cái mẫu thứ hai tôi muốn giới thiệu với các bạn đây là dòng HP thuộc phân khúc ProBook. Đây là series 445G10 với chip Ryzen 5, rất là mạnh mẽ, với mức giá dao động từ 13 tới 15 triệu đồng, cũng đầy đủ các cái chuẩn bảo mật mà chúng ta cần, rất là phù hợp để sử dụng khởi đầu cho một cái ngành học ngoại ngữ. Mẫu tiếp theo với kinh phí cao hơn một tí xíu, đây là một mẫu mới vừa ra mắt năm nay, laptop Acer ZenBook với mã là Q415 với mức giá từ 15 tới 17 triệu đồng. Như các bạn thấy rất là nhỏ gọn, nó rất là phù hợp cho chúng ta trong mọi cái điều kiện hoàn cảnh di chuyển cũng như là các cái thao tác hay cầm nắm máy, nó rất là dễ chịu. Đây là một cái dòng mà cũng rất là bạn trẻ rất là quan tâm trong tháng này. Đầu tiên là mẫu Dell Inspiron 7440 2-in-1, như các bạn thấy trước mặt màn hình đây. Đây là một mẫu mới vừa ra mắt năm nay của nhà Dell. Như các bạn thấy thao tác tôi đang thực hiện trên màn hình là chúng ta có thể gập ngược lại 360 độ và thao tác cảm ứng ở trên cái màn hình này. Thì khi mà các bạn thực hành cái môn ngoại ngữ, chúng ta sẽ có những cái khoảng thời điểm chúng ta gặp giáo viên, gặp gỡ người bản xứ hay di chuyển ra các cái nơi công cộng, chúng ta muốn cầm nắm theo cái chiếc laptop để chúng ta phục vụ cái công việc là ghi chú, học hành cũng như là tra cứu tài liệu thì nó rất là tiện lợi. Mẫu này thì sẽ có mức giá từ 18 đến 20 triệu đồng tùy option mà các bạn chọn. Đây là một cái mẫu cũng khá là mới và một luồng gió mới trong năm nay, với thiết kế lật xoay cảm ứng đến từ nhà HP. 1040G8 với mức giá từ 15 đến 17 triệu đồng. Các bạn thấy cực kỳ tinh xảo trong cái đường nét thiết kế của hãng đưa vào đây. Và đặc biệt trên dòng máy này thì được trang bị cả những tính năng rất cao cấp, nhận diện khuôn mặt, rồi chống nhìn trộm. Tính năng này khá là mới mẻ, khi chúng ta quay một góc nghiêng, cái người lân cận chúng ta sẽ không thấy được màn hình là như thế nào hết. Nó rất là bảo mật, rất là riêng tư. Đây là một tính năng độc quyền của hãng HP, phát triển rất là lâu rồi nhưng mà chỉ có trên những dòng cao cấp thôi. Như các bạn thấy, tôi có thể gập, cầm nắm rất dễ dàng bằng một tay, nó sẽ biến ngay lập tức thành một cái máy tính bảng. Trong cái ngành học ngoại ngữ thì sau này các bạn sẽ trở thành những thông dịch viên, những giáo viên dạy ngôn ngữ trong tương lai, sẽ có những khoảng thời gian chúng ta cần sử dụng chiếc laptop này ở trong nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ như là trình chiếu, gặp gỡ khách hàng, gặp gỡ đối tác trong quá trình thông dịch, phiên dịch, thì những chiếc laptop cảm ứng như thế này nó sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái công việc của chúng ta. Và đặc điểm chung của tất cả những dòng laptop ở trước mặt chúng ta đang thấy thì điểm mạnh nó sẽ có Windows bản quyền. Những bản Windows này chúng ta có thể cài thoải mái bất cứ ngôn ngữ nào nổi tiếng như hiện nay, các ngành đang hot, mà cái ngôn ngữ đang hot các bạn chọn là Anh, Hàn, tiếng Trung, tiếng Hoa, vân vân, thì chúng tôi đều có thể set up và tinh chỉnh cho các bạn phù hợp với cái ngôn ngữ mà các bạn đang theo học rất là dễ dàng. Các bạn cũng có thể lựa chọn mua những cái dòng máy ví dụ như là MacBook, nhưng mà tuy nhiên chúng ta nên cân nhắc, bởi vì là cái sự tiện dụng
cái sự dễ dàng trong cái việc cài đặt là có hay không, rồi từ đó chúng ta đưa ra một cái quyết định chính xác hơn. Bởi vì như theo như kinh nghiệm chúng tôi thấy thì đối với những dòng laptop đang chạy hệ điều hành Windows thì hiện nay khá là phổ biến và khá là dễ dàng trong quá trình setup cài đặt những cái ứng dụng cũng như là phù hợp với tất cả các môi trường hầu hết hiện nay. Điểm tiếp theo tôi cũng muốn nhấn mạnh trong ngành ngoại ngữ cũng rất quan trọng, đó là về phần âm thanh. Thì ở đây tất cả những hãng nổi tiếng đều trang bị cho mình những cái dòng âm thanh đến từ cái thương hiệu cao cấp. Nó giúp cho chúng ta nghe rất là thoải mái, chính xác. Đây, tôi sẽ mở cho các bạn xem demo một đoạn ngắn nhé. Đây, như các bạn có thể thấy, từ màn hình hiển thị sắc nét cho đến âm thanh trong trẻo rõ ràng sẽ giúp cho những đoạn hội thoại, những cái phần mà nghe đọc của bạn online nó rất là dễ dàng. Đây là một trong những thương hiệu rất nổi tiếng, Dell, HP, Acer. Họ cho liên tục cho ra những cái công nghệ mà giúp cho chúng ta khá nhiều trong công việc học hành hiện nay, mà chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn. Với mức giá dưới 20 triệu đồng thì tôi tin những dòng laptop này giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cái quá trình học tập. Không chỉ là ngành ngôn ngữ không đâu, các bạn có thể sử dụng rất là đa năng, dùng làm văn phòng hoặc là những ngành marketing online vân vân. Đặc điểm chung của những dòng này thì đều có xuất xứ nhập khẩu từ nước ngoài, cho nên chất lượng vượt trội so với những dòng đang bán ở ngoài thị trường. Với cái mức giá phổ thông cũng như là những lớp chất liệu, chúng ta sẽ cảm nhận rõ ràng. Tôi khuyên các bạn nên dành một chút thời gian đến một vài showroom, chúng ta tham khảo cũng như là cầm nắm chiếc máy trên tay để chúng ta cảm nhận cái hàng của nước ngoài, cái tiêu chuẩn họ như thế nào, cao cấp hay không. Những cái lời quảng cáo cũng như là cái chế độ bảo trì, bảo hành của nhà bán hàng có đúng như là trên thực tế các bạn trải nghiệm hay không, cái chất máy nó có đúng như chúng ta mong đợi hay không, rồi chúng ta sẽ đưa ra cái sự quyết định rõ ràng hơn. Hoặc nếu các bạn có một chút thời gian, tôi cũng xin mời các bạn đến showroom laptop sách tay shop ở 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10. Chúng tôi luôn có một cái đội ngũ chuyên viên tư vấn rất giàu kinh nghiệm, sẽ tư vấn cho bạn chính xác dòng máy mà bạn đang cần với mức giá rất là hợp lý. Và cả những đoạn sau này chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng cài đặt hỗ trợ cho các bạn. Tôi chúc các bạn có một mùa học năm học mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công nhé.